Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikeo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shopsikeo.vn. À, được rồi, thì ngày hôm nay mọi người đã nhớ tên mới của Sikeo chưa ạ? Sikeo gạch NVD nhá, Sikeo never die. Đây, chúng ta đến với cái map đảo quân sự mới đây. Đảo quân sự 2.0 đây. Cái mode tử chiến này là một cái mode mình khá là thích chơi trong thời gian gần đây nha. Game đầu thì đây, G18 đi. Bởi vì là phải nói là cái đảo quân sự 2.0 này hiện tại đã mở rộng ra 4 khu rồi nhá. Đồ họa đẹp vãi luôn. Mặc dù thì đây không phải là phiên bản Free Fire Max, đây chỉ là một phiên bản Free Fire bình thường thôi, nhưng mà phải nói là rất là đã. À thế à? Anh phải ngại cho chú đó. Ơi, sao đứng sau cây thế này? Ui, bình tĩnh nào. Nằm xuống này, làm sao ra đây? Làm sao ra đây? Hai đứa này. dễ luôn đó mọi người. Chết chưa? Ơ nhưng mà bên này đúng không? Ui, ấy, đâu? Ui, khủng long này. Ui dồi ôi. Mấy cái bạn này, mấy bạn đâu rồi? Ơ. Nhờ bạn này. Wow. Qua được kill đúng không? Hình như là kẹo qua được kill vừa rồi này. Sĩ kẹo luôn, MVP nhá. Wow. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ. Các bạn. Đây video giúp kẹo nha mọi người nha. Nếu như các bạn cảm thấy hay nhá các bạn. Được rồi, chắc là cái bọn này nó ở trên. Ui, đứng. Làm gì đấy? Nói chung là cái trận vừa rồi thì mình vẫn chưa thể hiện hết được cái trình độ ấy. Đây, ui rồi. Đúng rồi, nó phải như thế. Đứng xuống à. Nào. Cái gì đấy? Mấy cái nó chung một chỗ rồi anh em ạ. Rồi. Làm sao anh phải ngại cái chú cơ? Mình mà cầm cái shotgun M1887 lên thì bọn này vỡ mồm luôn. Đấy, được rồi, anh em chờ kẹo xíu nhá. Mày chết nhá. Nào. Úi rồi. Yeah, triple kill. Được không mọi người thì được không ạ? Nhá. Mà dạo này anh em hơi bị lười xem video đấy. Có phải tôi chiều các em quá nên các em xin hư phải không? Em thích là được. Điên. Game 1 thì mình hay quen với cái súng G18 nhá. Mọi người có thể là xem và học hỏi cách chơi của một thanh niên kiểu. Ai đấy? Alo các cháu nhá. Có biết đứa nào nữa anh em ạ? Tôi cứ alo các cháu xem là như thế nào. Đi nha mọi người nhá. Đi tụi mày. Nào. Cái gì đấy cháu? Chú đây. Không biết là cái gì nữa. Không biết là các bạn này có nhận ra mình có cái tên mới không? Ui. Chết một tí, chết. Nắm xuống. Sợ anh ngáo á. Bắn hơi ngáo tí anh em thông cảm nhá. Bắn hơi ngáo, bắn tung súng phát nào rồi sợ chứ. Thôi xong mới chết mình rồi. Thằng ngu này. Ui, đừng. Ui, đừng. Bạn ơi, đừng. Óc chó này. Óc chó me này. Ngáo chưa. Được luôn. Có một thằng quế á. Mình tưởng là xong rồi. Ây, chỉ sợ là đổi cái tên mới Sikeo gạch NVD mọi người không nhận ra thôi. Sikeo never die nhá. Mọi người nhớ tên mới của mình nha. ID thì vẫn như cũ thôi. Đấy là 117-28-101. Đó, ID 8 số nha. Mình chơi rất là lâu rồi. Từ phiên bản Free Fire OBT2 ấy, thằng cuối đâu nhỉ? Mẹ ơi, trốn đâu rồi? Vai. Trốn đâu vậy người anh em ơi? Làm nào tìm ra thanh niên đấy nhỉ? Trông hiểu nhờn thật sự. Mà nó đâu? Không thấy. Ơ, hay là nó trốn mẹ xuống dưới này thì ai mà tìm được? Ôi trời, ngu rồi. Ngu vai. Dễ dàng luôn anh em ơi. Bây giờ phải xem như nào. Kết liễu bọn nó luôn nhá. Cầm mình cây M5 đi rồi. Được chưa? Đó, cầm súng. Nó phải kiểu rực rỡ. Ok chưa? Thật ra thì với cái game 2 này, mình cầm M5 mình bắn nó ok hơn rất nhiều. Súng lục thì như mọi người biết là kẹo bắn kém mà. Ok. Phía bên đây trái à? Được rồi. Nhà chỗ nó bên này này. Tôi hôm nay tôi liều mạng, tôi qua thẳng nhà luôn nhá mọi người nhá. Anh phải sợ cái chú á. Đây, qua thẳng nhà luôn. Làm sao? Đúng rồi, nằm xuống. Thế thôi, cho nhanh. Không phải nói nhiều đúng không?
Nào. Ai thật ạ, thằng nào bắn ở góc kia kinh quá. Cao thủ. Cao thủ anh em. Rồi bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi mấy anh em. Đúng rồi, nằm xuống. Mỡ đầu vứt nhẹ cái nó bị thế đúng không? Nào. Ngu người này. Thằng nào đây? Úi. Thế có một đứa ở đây cơ à? Đâu nhỉ? Xong chưa? Quay, đây không? Cái đầu không? Không phải. Ở đâu ấy? What the hell? Ở đấy luôn, nhưng mà sao cái lúc mình bật đồng ngắm đấy không được? Mày xuống đây thằng danh con. Chết mẹ mày rồi, xuống đây. Yeah, ok. Rồi nhá. Nó mà dám xuống mà nó chết vì tôi anh em, làm sao mà dám xuống nữa. Cái này chắc trận 2 thì mình vứt súng lục đi, mình sẽ không xài súng lục đâu. Thay vào đó mua thêm một cái XM8 này. Mua thêm mấy trái bông keo, nhưng mà đủ tiền mua mỗi một trái. Đấy là còn nhanh tay đấy, không nhanh tay là mấy thằng đồng đội nó lại cướp mất bông keo thì thôi rồi đúng không? Nào, nhanh nào, let's go nào. Anh em theo chân kẹo nhá, với bộ trang phục màu đỏ này, đấy, đại diện cho sự may mắn nhá. Không biết là các bạn đã phải đi học hết chưa nhỉ? Mình nghe nói là anh em hết nghỉ hè rồi đúng không nhỉ? Ui này, ra đây, nhờ nè, vãi, nhờ nè. Thế nên là nó chơi nguy hiểm phết anh em ơi, không giỡn với nó được. Đủ. Thôi chạy nhanh. Bọn này hay lắm, được, đợi đây. Cái cầu thang lên này mọi người. Làm sao bây giờ, chú muốn làm sao? hình như là có thằng nào trên nóc nhà nữa. Sao giống ấy nhỉ? Cái what the hell, chúng nó dưới tầng 2 à? Đây bên này một đứa ấy. Mày này, nhờ nào. Úi. Thôi bỏ mẹ rồi. Cay vãi luôn. Thôi. Thôi. Sao lại game mình thua à? Team mình. Ôi, bỏ mẹ rồi. Thôi, tôi tự xả đời. Tôi chơi quá ngủ, tôi phải tự xả thôi. No, Copley, hãy giết tôi đi. Một thằng nào đó hãy giết đi. Chúng nó cũng không giết mình, chúng nó để mình ở đây. giết tao đi, đừng để tao sống nữa. Ok. Nhá, hảo hán. Bỏ mẹ chán đời luôn. Thế như này, đấy, Trần Hạo. Bắn đi đúng rồi, hay Trần Hạo. Lại một like Trần Hạo nhá. Thôi bỏ mẹ rồi. Hình như có thằng nào sau lưng Trần Hạo bỏ mẹ. Hình như thanh niên này mới chơi vãi cả game. Thôi, váng đầu thật sự. Nào, cố lên Trần Hạo, cố lên. Mở cái mic lên nói chuyện bạn ấy. Còn hai đứa thôi. Nhanh, hạ gục nhá Trần Hạo, cố gắng. Thanh niên mới chơi. Ôi. Chơi đảo quân sự này, tử chiến á. Đúng không nhỉ? Đảo quân sự 2.0 trong chế độ tử chiến gặp trẻ trâu. Các bạn ơi. Gặp thanh niên mới chơi. Vãi cả. Đúng rồi, bắn nó đi. Nào, ui. Không tin nổi. Được Trần Hạo. Wow. Vãi. Được. Đúng rồi, Trần Hạo, dân chơi đúng không? Tôi tặng các bạn một câu nhá. Sống ở trên cái đời này nhá, đừng bao giờ khinh thường người chơi mới, anh em hiểu không? Thế lại có mỗi tiền mua cây MP5 thôi. Hai trái bông keo còn bao nhiêu tiền nhỉ? Còn 400. Chắc là 400. Ui, quên mẹ mất không mua cái giáp. Óc chó thật sự. Đéo hiểu kiểu nhiều khi tôi nghĩ cái gì ấy mọi người. Mua cái giáp có phải ngon không? Xong rồi mua cả lựu đạn. Đồ má. Khó hiểu thật sự. Nhiều khi không hiểu bản thân tôi đang nghĩ cái gì nữa. Từ. Phải chạy cẩn thận anh em ạ. Không chạy cẩn thận là chúng nó xuyên cho thì đừng có buôn đúng không? Ui, chết mẹ rồi, ui, chết được, đừng. No, nhầm rồi, ui đừng. Nghỉ game. Cái này chơi gì nữa? Thôi. Lại là Trần Hạo, ok. Chúng ta đến với vị trí của Trần Hạo nhá. Để xem, Trần Hạo đúng không? Rồi nhá, cố gắng lên. Quân đoàn bảo quay xe. Nào, nhưng mà người chơi mới lại có cả Scar Titan. Hay là hình như bạn này bạn giả người chơi mới thôi. Bạn ấy giả người chơi mới thôi nhá. Đúng rồi. Bắn đi. Nào, cố lên. Tôi biết là chơi chiến thuật gì không? Cái này 1 cân squat được. Cái này mới khó đấy anh em này.
Hay, được, bán đi, chặt hạ, nào. Kiểu kiểu gì? Ôi dồi ôi, ôi sức Trần Hạo vứt bờ. Thôi thôi nghỉ nghỉ. Dẹp. Chơi thì tầm này nữa. Thôi thôi. Yo. Tầm này thì chắc là bye bye mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.